các bạn tới một series mới của mình. Thì ở trong series này bạn có thể xem mình xây dựng một đội hình từ số 0 và vùng ổn định như thế nào trong Ultimate Team và có thể thi đấu để thắng division. Thực sự cái này là xây dựng những cái tip để xây dựng đội hình tốt nhất thôi, đá là phụ thôi, xây dựng là chính. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu tổng quát về những tính năng trong game và cách để các bạn sử dụng starter team. Thì mới vào á, EA nó sẽ cho những cái pack free. Thì trong những cái pack free này á, bạn gặp cầu thủ nào trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu thì bạn hãy đưa vào club, còn lại bán hết đi. Thì do FIFA 17 có một cái squad building challenge gọi là tính năng mới ra, thì hiện giờ đang có 2 cái squad building challenge là được Giovinco và Jonas. Thì những cầu thủ ở giải Mỹ và Bồ Đào Nha giá rất cao, ví dụ như hồi này Alphonso 71 mà giá mấy ngàn luôn. Thì cũng như vậy, mình gặp những cầu thủ nào giải lớn thì đưa vào club, còn nếu không bán lấy tiền. Thì sau khi mình list những cầu thủ mà mở được lên được diện dưỡng và thậm chí bán một số cầu thủ, thì bạn sẽ dùng tiền đó để xây dựng đội hình để bắt đầu trong FIFA của mình. Thì ở đây mình được tặng cái pack huyền thoại sử dụng được có 3 trận thôi. Thì thật sự ở Xbox ai cũng được như vậy cả. Nếu mà bạn ở PC hoặc là PlayStation thì mình không biết sao, nhưng mà chắc cũng cho một cái pack Long Player Free là cầu thủ cho mượn. Thì xài được vài ngày thôi, nhưng mà cứ lấy đi, tại sao không, xài được vài trận nhưng mà thì cũng là xài vài trận. Thì lúc mà bạn mở hết tất cả các pack free rồi á, có những cầu thủ mà từ 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu rồi, bạn đưa hết vào trong một đội hình. Thì bạn thấy á, cái giải nào có nhiều cầu thủ nhất á, bạn hãy sử dụng giải đó làm giải bắt đầu của mình. Tuyệt đối không được dùng ngoại hạng Anh, nếu có ngoại hạng Anh thì cứ bán hết luôn đi, tại vì ngoại hạng Anh cầu thủ rất là mắc. Mà tại vì mọi người thích ngoại hạng Anh là một cái giải mà ai cũng, Việt Nam ai cũng theo dõi, thế giới ai cũng theo dõi cả, vì vậy giá cầu thủ tự nhiên rất mắc. Thì ở đây mình mua những cầu thủ mình còn thiếu, thì bạn chỉ mới bắt đầu game thôi mà xét giá khoảng 800 thôi, từ 600 tới 800 thôi là vừa rồi, không cần mua những cầu thủ mắc tiền hơn như vậy để trám vào những vị trí khác. Thì đây là đội hình hoàn thành của mình, là đội hình bắt đầu của mình. Cái đội hình này giá trị chắc khoảng 7.000, 6-7.000 gì đó thôi. Là phải sử dụng Van der Sar cho mượn làm thủ môn. Thì sau khi bạn có đội hình bắt đầu rồi thì bạn cứ bán hết những cầu thủ khác, dù nó giải Ý, giải Pháp gì đó, tôi bán hết. Thì khi mà bạn bắt đầu có một đội hình rồi á, bạn không thể nào đá với nó miết như FIFA Online 3 được, tại vì giống như FIFA Online bây giờ á, xếp hạng nó cũng sẽ có thể lực, đúng không? Thể lực phải giảm và thay đổi liên tục. Thì cách tốt nhất là bạn sử dụng 2 đội hình, một đội hình sử dụng để đá chính, một đội hình sử dụng để lấy lại thể lực của đội hình chính. Thì thường là nó cho rất nhiều cầu thủ đồng bạc mà ở nước Anh, vì vậy bạn cứ đem cầu thủ nước Anh vào cho đội hình dự bị. Thì đội hình dự bị này bạn tạo những cầu thủ đến từ nước Anh thì hoặc là Tây Ban Nha gì đó, thì thường là tại vì cái pack mới ra nó cho rất nhiều cầu thủ ở hai nước đó. Thì bạn tạo xong cái đội hình này, thì đội hình này bạn không cần chỉ số quá cao đâu, bạn chỉ sẽ dùng để nó đá với máy để lấy thêm tiền với lại lấy thể lực là chính. Tuy nhiên khi mà bạn sử dụng đội hình này á, đội hình phụ này, bạn phải bỏ cái đội hình chính của bạn vào trong danh sách dự bị. Khi như vậy á, cái đội hình chính của bạn mới được hồi thể lực. Nếu bạn không đưa vào đội hình dự bị như vậy thì những cầu thủ khác sẽ không bao giờ hồi thể lực, như bạn có đá trong trận nó cũng không hồi lên được 1% thể lực nào cả. Ở đây là các bạn thấy đây là xong đội hình fitness của mình, đội hình chỉ để tăng thể lực cho đội hình chính thôi. Rồi đội hình siêu thừa đội hình thừa thì nó có những cái gọi là manager task. thì bạn cứ làm thế những manager khác đi, các bạn thấy nó cho khôi, nó cho pack, thì những cái này nó cũng rất là quan trọng, nó rất là cần thiết. Tại bây giờ mình mới bắt đầu chơi mà mình không nạp tiền thì bây giờ coin chính là thứ quan trọng nhất, cho bao nhiêu coin mà mình không phải mua bán gì cả thì cứ lấy, tại sao không. Thì đây là cái giao diện của Ultimate Team. Các bạn thấy là single player á, là cái mà bạn đá offline, đá với máy, online thì là đá với người khác. Store là cái cửa hàng của họ bán thắt vân vân, private market là thì là chuyển nhượng. My club là tất nhiên là điều chỉnh câu lạc bộ của bạn, giống như quản lý đội trong Online 3 vậy. Thì đây là khái quát vậy thôi. Nếu các bạn muốn biết thêm mà mình có thể làm vào từng phần chi tiết hơn ở những video tiếp theo, tại vì đây cũng chỉ mới tập 1 mà. Thì cách kiếm tiền hay á, giờ là có Team of the Week. Thì Team of the Week này á, bạn sẽ sử dụng cái đội hình mà phụ của bạn á, đội hình mà đồng bạc á, đá. Các bạn thấy là tùy theo mức độ khó đá với máy các bạn sẽ được thưởng nhiều hơn. Thì bạn sử dụng đội hình đó đá beginner, amateur gì được rồi, cộng thêm coi đó thì vừa hồi thể lực mà vừa được thêm tiền nữa. Thì nếu á, sau đó bạn hãy vào cái catalog, ấn right stick của mình á, ấn vào cái right stick á, nó sẽ hiện ra gọi là cái catalog. Thì catalog này á, vào phần Ultimate Team nó lại cho bạn rất nhiều thứ, gọi là cầu thủ mượn rồi được boost coin sau mỗi trận đấu, thì cứ mua hết đi và mua được cái gì mua hết tùy theo level của mình. Rồi bạn dứt qua bên đó, bạn mua áo đấu, mua sân vận động gì đó, mua hết. Thì những cái áo đó bạn quick sale hết, bán lên thì chị nhượng và 200 đồng, có người mua thì tốt, không thì thôi, không thì cứ quick sale được 50 đồng. Giờ được bao nhiêu tiền là hay bấy nhiêu à, vài trăm đồng thôi mà cũng mua được một cầu thủ giá rẻ rồi, vậy giờ tiền nó quan trọng. Thì bây giờ là trận đấu đầu tiên của mình. Thì trận đấu này mình gặp một đội hình ngoại Anh khá là khoai, thì có rất nhiều cầu thủ kiểu trâu chó như Kasebele, rồi tiền đạo là coi như là Origi hay sao á, mình quên. Nói chung là đội hình khá khó chịu. Và sử dụng cái chiến thuật cũng là phòng thủ rất là đông nữa, Kante, Kante, Antonio, Delan vân vân. Thì mình sẽ chỉ chiếu những bàn thắng thôi, tại vì video này là video hướng dẫn cách xây dựng đội bóng là chính, như vậy video là để bị skill mà mình hôm nay mình đã ăn giờ nữa. Phút 21, Ramos có cơ hội từ Sidney Sam của cánh đưa vào và dứt điểm, nâng số 1-0. Không ngờ Sidney Sam hồi xưa chạy phi là 90 mấy, skill 4 sao mà bây giờ là cầu thủ. Ở phút 83 mình mới tiếp tục có cơ hội, tại vì đối thủ rất đông, mình chẳng biết làm gì mà Caustic, cầu thủ khá rẻ mà hay á, nhận bóng từ cánh và dứt điểm, chéo góc nâng số lên 2-0, và đó cũng là tỷ số của trận đấu. Giờ hết tập 1, chào các bạn, hẹn gặp lại, nhớ subscribe nhé.